đang được theo dõi và thưởng thức chất âm của một cặp loa siêu khủng long đến từ USA trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552 với cặp loa JBL model 4648, một trong những model sở hữu chất âm 2-in-1 và được xếp hạng đứng đầu hãng và cấu hình. Tôi lưu ý với quý vị rằng để nói rằng chất âm 2-in-1 cho vừa nghe nhạc tuyệt đỉnh và đồng thời karaoke chuyên nghiệp rất ít có đối thủ trong phân khúc tầm giá. Và đây cũng là model siêu khủng long của hãng JBL đến từ California, Mỹ. Còn mới tới 95% những cặp loa siêu tầm. Đây là những cặp loa quý vị lưu ý rằng siêu tầm rất ít và hiếm khi chúng ta mới được trải nghiệm và chiêm ngưỡng thực tế những cặp loa còn nguyên zin và còn mới, còn đẹp như cặp loa trước máy quay với model 4648. Sở hữu trọng lượng lên tới 1 tạ 6, 160 kg và công suất, quý vị lưu ý rằng model 4648 sở hữu công suất 1200/2400 cho cả cặp ở mức trung bình và tối đa của nó có thể chịu đựng tới 4800W trên độ nhạy cao tới 100 dB và đồng thời trở kháng sở hữu 8 ohm cực kỳ là dễ phối ghép âm đi. Tôi đang phối ghép trong đoạn clip thứ hai này, tôi đang phối ghép cho con Power của hãng Peeler M22 và một con Vanker cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke với phong cách thưởng thức chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Quý vị cùng quan sát cũng như là chúng ta cùng tham khảo và trải nghiệm lại cấu hình này một lần nữa. Tôi lưu ý rằng ở cấu hình trước máy quay cho cặp JBL 4648 đến từ USA, nó có chiều cao cả chân, quý vị đang được thấy trước máy quay, cho cả kèn phía bên trên nó cao tới 1,5m, chiều ngang 65, sâu 45cm và trọng lượng 1 tạ 6. Hoàn toàn rất ít có đối thủ có thể so đọ được cấu hình này. Với quả kèn phía bên trên được trang bị họng 45, cao 28, sâu 40 và củ của nó đường kính nam châm từ tới 23cm. Nó nặng tới 23kg trên quả kèn siêu khủng phía bên trên. Mời quý vị cùng quan sát lại một lần nữa với một siêu phẩm loa có thể nói rằng hiếm hoi ở thị trường trong nước mà được tuyển chọn đẹp và khủng như chiếc máy quay. Tất cả phần thùng gỗ được bọc da nguyên zin của hãng, rất hiếm trên thị trường trong nước. Quý vị có thể nhìn rõ ở cự ly cách cm. Quý vị lưu ý nhé, da xịn của hãng, thùng gỗ và bọc da. Với thiết kế về phía mặt trước được trang bị 4 quả bát súp 40cm, nó có cái lam châm từ cục tới 20 phân. Tôi đang phối ghép cho con Peeler M22 Class A với 4 quả đại pháo. Công suất của 4 quả tụ này 33.000 microfarad, nặng 24kg một con Vanker để đảm nhiệm. Quý vị nghe đôi kèn này nó hot đấy ạ. Phía bên dưới của model này được thiết kế, chúng ta cùng quan sát hai bát súp đường kính 40cm, xương đúc và gân vải xếp tẩm dầu siêu mềm cũng là siêu mềm. Đặc trưng của hãng JBL, nam châm từ lớn tới 20 phân chiếm tới nửa mặt loa. Hai ống hơi, mỗi ống hơi một đường kính 100mm. Quả bát súp phía bên dưới là bát siêu trầm, mang lại những cái tiếng trầm sâu nhất. Quả bát bên trên là quả bát trầm chắc, đánh những cái tiếng chắc lịch và lấy một phần trung âm hay còn gọi là trung trầm để phụ họa cho quả kèn siêu khủng phía bên trên, mang lại cho giải âm sắc của phần trung âm cực kỳ là tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã thấy rõ cấu hình phía bên dưới được trang bị phân tần và điều chỉnh crossover mặt trước, có thể cắt tần số từ 2 âm 2 dB cho tới dương 2 dB. Với phần gọng họng kèn, cái model 2509, củ của nó là 2226H với hai củ bát súp phía bên dưới. Đêm vắng có nghe tâm tư sao nhắn tới những phút xưa. Chúng ta cùng quan sát lại phía sau lưng. Phần bên trên chúng ta đang được trải nghiệm nguyên cái quả kèn này. Tôi lưu ý với quý vị rằng bộ kèn bên trên này có trọng lượng 23kg, đường kính của củ nam châm từ tới 23 phân, siêu khủng long. Quý vị thấy cái củ từ không ạ? Vác nguyên một cái kèn này nó đã nặng tương đương bằng một chiếc loa JBL ở phân khúc bass 30, rất đã. Họng của nó là 45 × 28 × sâu 40 trên 40 phân.
phần biên giới chúng ta cùng quan sát phần thông tin. JBN Model 4648 có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Tất cả của nó còn mới tới 95%. Quý vị có thể quan sát da của Mỹ được bọc bên ngoài phần thùng, rất là đẳng cấp và sự khác biệt. Tôi lưu ý quý vị rằng những cái thùng nguyên bản rất to nặng được ship về Việt Nam rất ít, hoàn toàn không có nhiều, bởi vì tiền cước của nó rất là cao. Quý vị thấy không ạ? Tôi sẽ lướt lại một bản nhạc khác và chúng ta cùng thấy được cái mức độ quen thuộc của những bài hát. Quý vị sẽ thấy được sự thể hiện của nó. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV, hay còn gọi là tín hiệu không mất tiền. Quý vị nghe tiếng kèn đi ạ. Nó cho hai cái lỗ tai mà đứng gần nó giống như là đang được nghe và thưởng thức trước một dàn nhạc sống. Cái tiếng của nó cực kỳ là chân thật và sống động. Như vậy sơ bộ chúng ta đã thấy được cấu hình tôi đang phối ghép cho con PLM22, Glass A và con vàng cơ CS10. Và cấu hình trên con đường ngày xưa 4648 đến từ Westland, một cặp loa siêu khủng sẩy cho chất âm vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Trong phần mục tầm giá hoàn toàn sẽ không có đối thủ có thể so đo được cặp loa siêu khủng có trọng lượng nặng tới 1.6 cho ngoài quay. Công suất của nó quý vị thấy rằng 2.800W trung bình, nó có thể chơi bất kỳ không gian nào, từ phòng khách, nhà hàng, quán bar hay vũ trường, hay thập cẩm những không gian quý vị có thể thực hiện, kể cả những không gian loại ngoài trời. Chân thực và phê tới từng nốt nhạc ở trên sự thể hiện của model siêu khủng long 4648 của hãng JBN đến từ USA. Bây giờ tôi mời quý vị cùng quay trở lại với một bản nhạc quen thuộc cuối cùng và chúng ta cùng thưởng thức những dòng nhạc trữ tình. Quý vị lại thấy được sự mộc mạc và sự thể hiện ngọt ngào kèm theo uy lực của dải trầm thả mềm mà sâu tới lòng đất, mang lại cho chúng ta trải nghiệm thưởng thức âm thanh bậc nhất về audio. Mời quý vị cùng nghe. Về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà chẳng rơi. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm khuya dưới cơn mưa ngào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng. Chất lên đầy bước chân giao hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nơi qua đôi bờ. Thank you.
thấy rõ không ạ? Với dòng nhạc thứ ba và sự thể hiện của 4648 cực kỳ là tuyệt vời. Với chất âm này chúng ta miễn bàn luận. Tôi có thể khẳng định với quý vị một điều như vậy. Giải trầm của nó uy lực cho những không gian từ 50, 100m, vài trăm mét và đánh cho quán cà phê, sân vườn hay nhà hàng, quán bar hay vũ trường lớn. Hay chúng ta có thể đưa cho làm ở những không gian lớn ngoài trời. Nguyên chỉ một cặp 4648 chúng ta có thể thấy rõ được công lực và chất âm mà nó mang lại cho người sở hữu. Một chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Thường thường thì với tín hiệu tôi đang phối ghép thì chúng ta thấy rằng được gọi rằng tín hiệu không mất tiền và đẳng cấp nghe. Chúng ta cũng đã thấy rõ nó thể hiện chi tiết đến từng nốt nhạc. Với âm trường rộng lớn và uy lực mạnh mẽ của giải trầm thả sâu tới lòng đất, kết hợp với những tiếng gõ được thể hiện chân thực, xếp hạng bậc nhất của thưởng thức audio, chúng ta có thể thấy rõ nhất cấu hình cũng như chất âm mà tôi mang tới cho quý vị cùng tham khảo và trải nghiệm. Quý vị và anh em quan tâm đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ cũng như là đáp lại sự mong mỏi của anh em, tôi sẽ liên tục cập nhật những siêu phẩm loa hay thiết bị audio từ các thương hiệu nổi tiếng trên khắp các quốc gia trên thế giới và sẽ liên tục được cập nhật tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.